Đây là ngôi nhà thờ chính tòa có tên là St. John the Baptist, ngôi nhà thờ cổ của Savannah, tiểu bang Georgia. Ngôi thánh đường này được xây dựng xong và thánh hiến vào 30 tháng 4 năm 1876. Nó được xây dựng theo kiểu của Pháp. Khi bước vào bên trong ngôi thánh đường này, cái điều đầu tiên mình nhìn thấy đó là cái giếng rửa tội này. Và ngay bên trên là một cái gác đàn. Đàn này gọi là đàn ống, nó phát ra những cái âm thanh rất là hay, vang hết cả nhà thờ. Còn đây là 14 chặng đàn thánh giá với những bộ tượng sắc nét đẹp và tinh xảo được xây dựng và làm từ thế kỷ 18. Phần chánh điện được xây dựng rất là tinh vi và công phu, sắc nét. Có rất nhiều tòa kế nhau ở Thánh Giuse, Đức Mẹ. Từ trên khung thánh nhìn xuống thì đây là phần phía sau của nhà thờ, phía trên là gác đàn. Downtown của Savannah được mệnh danh là History Landmark của Georgia, là một trong những thành phố nhất của Georgia. Nơi đây rất nổi tiếng. Khu vực này gọi là River Street. Bạn có thể spend time ở đây nửa ngày hay là cả một ngày vì có nhiều hoạt động nơi này. Mình tới đây thì chiều rồi cho nên không có nhiều thời giờ lắm để mà đi tất cả mọi nơi. Nhưng mà cũng vào một cái lúc mà gọi là mặt trời lặn để ngắm cái bờ sông này. Và đây là cái phà để mà đưa khách sang sông. Cứ mỗi 30 phút hay một tiếng là có chạy qua chạy lại như vậy. Chiếc tàu lớn này là người ta thường gọi là cruise. Thì trên này là có đầy đủ ăn uống, chở đi mặt trời lặn, đi ngắm cảnh. Thậm chí là người ta tổ chức đám cưới ở trên cái chiếc tàu này. Như các bạn nhìn thấy đây, âm nhạc đường phố tại Savannah là không thể thiếu được. Những anh chị này chiều chiều xách đàn ra đứng hát như vậy và họ rất là enjoy những cái bài nhạc của đồng quê, countryside. Trời thì rất là lạnh đó, mà vẫn đem đàn ra ngồi ca hát rất là vui vẻ như vậy. Như là đi qua đi lại cảm thấy rất là enjoy. Đây là ông cậu của mình đây nè, ông đi ngang qua, ông thấy vui quá rồi ông đứng lại, ông hưởng ứng phong trào ca nhạc đó. Just can't wait to get on the road again. Actually, I'm pretty happy right here. Papa love is playing music with my friends. Dọc cái con sông này có rất nhiều chỗ để dừng chân, nghỉ ngơi và enjoy cái cảnh đẹp của dòng sông. Mình bắt gặp anh chàng này đang ngồi vẽ nè.
Ngoài ra khách du lịch còn có thể nhìn thấy những cái con tàu khổng lồ chở hàng trăm container lớn thật lớn ở trên nó, nhìn rất là ấn tượng. Con đường cổ xưa này rất ấn tượng với những ngôi nhà được xây từ rất lâu, còn những cái hàng gạch cổ như vậy. Đây là cái con đường có đường ray xe lửa ở trên đó luôn, mà giờ xe lửa hết chạy rồi, nó còn dành cho xe hơi chạy thôi. Dọc đường này là những cái khu shopping, ăn uống, nhà hàng và rất là nhiều. Người Mỹ người ta rất là quý trọng những cái gì cổ xưa, cho nên hầu như tất cả các gạch từ thời xưa, từ những ngôi nhà cho đến gạch tráng đường từ mấy trăm năm rồi, nhưng mà họ vẫn giữ lại để mà đó là một cái di tích lịch sử rất là đẹp. Còn cái bậc thang mà các bạn nhìn thấy đây là nó cao gấp đôi bậc thang bình thường, có nghĩa là bước chân của mình bước không có một cách bình thường được, lên giống như là nó rất là mỏi chân, và xuống thì cũng rất là sợ tại vì nó quá là cao. Đây là một trong những gian hàng nhỏ nhỏ xinh xinh, nó gây ấn tượng cho mình bởi cái màu sắc. Savannah, điểm chính của nó là thành phố cổ. Còn nơi này các bạn nhìn thấy là cái ngôi nhà của mình ở Airbnb, nó cũng có cả trăm tuổi đời hơn rồi. Và đây là cái sân vườn của họ, họ có trồng một cái cây quýt rất là nhiều trái. Gia đình của mình ra enjoy hái vài trái cho vui thôi. Và xin chào mọi người tại đây, hẹn vào một dịp khác nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Người